Được sự quan tâm và nhất trí của lãnh đạo chỉ huy đơn vị và đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Cơ sở E30, Trung đoàn Bảo vệ Mục tiêu các cơ quan ngoại giao tổ chức diễn đàn điểm với chủ đề phát huy vai trò của tổ chức đoàn và đoàn thanh niên trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ sở E30 lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đại tá Nguyễn Mậu Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trung đoàn trưởng, Đại úy Đậu Bá Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thượng úy Đỗ Văn Viết, Bí thư Đoàn E30 đồng chủ trì diễn đàn. Trên tinh thần cởi mở và cầu thị, các đoàn viên thanh niên đã bày tỏ những băn khoăn, chăn trở về tình hình, định hướng, yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong công tác xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng, việc thực hiện các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, về tình hình nhận thức, dư luận của đoàn viên đối với công tác đoàn cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các công tác thi đua khen thưởng, các chế độ chính sách có liên quan. Có thể nói diễn đàn này chính là cầu nối để lãnh đạo đơn vị thông qua việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, từ đó có định hướng chỉ đạo kịp thời, thắp lên khát vọng và thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết giúp tuổi trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, để mỗi đoàn viên thanh niên ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình, tìm thấy thêm động lực và những khích lệ tinh thần để tiếp tục phấn đấu, cống hiến dưới lá cờ vẻ vang của lực lượng công an.